hung thủ gây án là Hồ Văn Nhật, 12 tuổi, ở tổ 3, thôn Trà Bao, xã Trà Quân, huyện Tây Trà. Hồ Văn Nhật tuy nhỏ tuổi nhưng nghỉ học sớm, thường xuyên uống rượu. Nhật lấy trộm tài sản của gia đình đem bán để có tiền mua rượu uống. Bị người cha là Hồ Văn Tiến ở tổ La Rầy nên bực mình. Tối ngày 17 tháng 7, trong lúc người cha Hồ Văn Tiến bị bệnh nằm trên giường, Hồ Văn Nhật dùng con dao dài đâm vào cổ làm ông Tiến tử vong. Sau khi gây án, Nhật dựng hiện trường giả là cha tự tử. tử. Sau đó Hồ Văn Nhật nằm ngủ bên cạnh xác người cha suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau, gia đình phát quản, nghĩ ông Tiến tự tử. Đến khi công an quyền Tây Trà vào cuộc và trần Huân thủ là người con Hồ Văn Nhật. Hiện vụ việc đang được công an quyền Tây Trà phối hợp công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra mở rộng.